Theo Daily Mail, phản hồi từ chính Manchester United là phủ nhận thông tin 4 cầu thủ của họ có liên quan đến một vụ ẩu đả dữ dội trong phòng thay đồ sau trận thua 1-3 trước Brighton tại sân Old Trafford vào cuối tuần qua. Trước đó, The Sun loan tin, tiền vệ đội trưởng Bruno Fernandes đã đối đầu với tiền vệ Scott McTominay, trong khi cặp trung vệ Lisandro Martinez và Victor Lindelof cũng hơn thua nhau sau một màn trình diễn phòng ngự thảm họa. Trật tự chỉ được vãn hồi khi chính ông Erik ten Hag ra mặt giải quyết, nhưng Man United đã bác bỏ những thông tin mà báo cáo đã đưa khi Daily Mail liên hệ với họ về thông tin trên tờ The Sun. Đó chưa phải là vấn đề duy nhất đã xảy ra sau thất bại thảm họa hôm thứ Bảy. Các bàn thắng của Danny Welbeck, Pascal Gross và Joao Pedro đã khiến quỷ đỏ phải gục ngã, và trận thua thứ 3 trong 5 trận mở màn Premier League khiến họ rơi xuống vị trí thứ 13 trên bảng xếp hạng. Football Insider tuyên bố rằng Harry Maguire, người không vào sân từ băng ghế dự bị trong trận gặp Brighton, đã tỏ ra rất tức giận và nhanh chóng rời khỏi sân Old Trafford trong vòng 15 phút sau khi trận đấu kết thúc. Áp lực đang gia tăng đối với huấn luyện viên Ten Hag, người đã có mùa giải đầu tiên khá thành công tại Old Trafford. Cầu thủ chạy cánh Jadon Sancho hiện đang tập luyện rời xa đội một sau khi bất hòa với Ten Hag vì những bình luận trước công chúng, phản ứng lại chỉ trích của ông về những thể hiện của anh trong tập luyện. Trong khi một ngôi sao chạy cánh khác là Anthony đang được cho nghỉ thi đấu để giải quyết những cáo buộc chống lại anh về hành vi bạo lực đối với bạn gái. Man United sẽ du hành tới sân Bayern Munich ở lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League. Quỷ đỏ chỉ thắng một trong 6 trận sân khách gần nhất tại đấu trường số 1 châu Âu. Bên cạnh bất ổn và sa sút, thì huấn luyện viên Ten Hag càng thêm đau đầu khi thiếu vắng Luxor, Rafael Varane, Sofian Amrabat, Mason Mount và Aaron Wan-Bissaka vì chấn thương, trong khi Sancho và Anthony cũng không thể có mặt.